Nóng, thủ đoạn của tạp chí Tài nguyên và Môi trường sử dụng để cưỡng đoạt số tiền khủng. Địa chính xã lập hồ sơ giả, nâng khống giá đất, lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Nóng, bắt khẩn cấp Phó Chủ tịch huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Có thể nói đây là một vụ án gây rúng động dư luận bởi lần này Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bóc trần được lớp lang phạm tội của cả một tổ chức báo chí từ người đứng đầu chỉ đạo đến người thực hiện hành vi. Cụ thể, ông DVH trú tại Thái Bình chỉ là một chủ trang trại chăn nuôi gia súc nhưng đã lọt vào tầm ngắm của các đối tượng. Liên tục trong 4 năm, ông bị các đối tượng liên tục dùng nhiều biện pháp gây áp lực tinh thần và gây ảnh hưởng đến công việc nhằm ép bằng được ông phải chi tiền theo yêu cầu của họ. Theo nội dung tố giác của ông Hát, sau khi tìm hiểu thông tin tình hình hoạt động của trang trại năm 2020, Bùi Văn Toàn sinh năm 1980, trưởng ban kinh tế môi trường và Đặng Văn Phục sinh năm 1986, phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã viết bài báo với nội dung phản ánh việc trang trại chăn nuôi gia súc của ông DVH gây ô nhiễm môi trường và đăng trên tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị.vn. Sau đó, Toàn và Phục đến gặp ông Hát để yêu cầu bị hại phải tài trợ cho chương trình cây chổi vàng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhưng ông Hát không đồng ý. Do bị bài báo phản ánh làm ảnh hưởng đến công việc của ông Hát, nên ông đã phải liên lạc với Toàn để xin gỡ bài. Lúc này, Toàn yêu cầu ông Hát phải đến gặp tổng biên tập là ông Đồng Xuân Thụ mới giải quyết được. Mặc dù ông Hát đã đến trụ sở của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam để gặp ông Thụ, nhưng lại không đồng ý ủng hộ số tiền cho chương trình cây chổi vàng như các đối tượng yêu cầu, bởi số tiền đó quá lớn so với khả năng kinh tế của ông. Vì vậy, trong suốt gần 3 năm sau đó, nhóm của Toàn liên tục quay trở lại thu thập các thông tin vi phạm của ông Hát ở lĩnh vực xây dựng nhà ở và chỉ đạo Nguyễn Ngọc Tuyên, phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, viết bài phản ánh. Các bài báo này đã gây mất uy tín, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ông Hát. Bên cạnh đó, trong quá trình viết bài, các đối tượng còn nhiều lần gây áp lực đến chính quyền địa phương nơi ông Hát sinh sống. Do vậy, bị hại buộc phải tiếp tục hành trình đi tìm ông Thụ và Toàn để trình bày rõ lý do vì khó khăn nên trước đây ông đã không ủng hộ tiền cho chương trình cây chổi vàng như các đối tượng yêu cầu, đồng thời xin gỡ bài hoặc không viết bài mới nữa. Đổi lại, ông Hát xin nộp 200 triệu đồng vào chương trình cây chổi vàng và 50 triệu đồng phí quan tâm đến anh em phóng viên. Số tiền nêu trên đã được Cao Thị Thu Hường, kế toán của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam thu nhận nhưng không được ghi chép trong sổ sách ký giao nhận hay có bất cứ một phiếu thu hóa đơn nào. Từ lá đơn tố cáo của ông Hát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã dần bóc trần thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng tại tạp chí này. Quý vị thân mến, chương trình Cây Chổi Vàng là một trong những chương trình xã hội do tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động nhằm tôn vinh những lao động trực tiếp đang tham gia công việc quét rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Đây không phải là một quỹ hay một tổ chức từ thiện nên không cần phải xin phép của cơ quan nhà nước để hoạt động. Hội đồng xét duyệt giải thưởng là những người trong nội bộ của tạp chí, không có cơ quan quản lý nhà nước tham gia giám sát. Chương trình Cây Chổi Vàng được cơ cấu gồm một giải kim cương là một cây vàng 4 số 9, 10 giải vàng, mỗi giải 2 chỉ vàng, 11 giải bạc, mỗi giải 1 đồng bạc trắng và 5 triệu đồng, 18 giải đồng, mỗi giải 3 triệu đồng. Đến nay, lễ trao giải của chương trình Cây Chổi Vàng đã được các đối tượng tổ chức 4 lần. Mặc dù mức chi phí cho các giải thưởng của chương trình Cây Chổi Vàng là như vậy, nhưng nếu so với số tiền mà nhóm đối tượng đã yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phải đóng góp thì chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Các phóng viên, cộng tác viên của tạp chí này đã lợi dụng danh nghĩa là phóng viên, nhà báo đi tìm các sai phạm của các bị hại, sau đó viết bài đăng lên trang điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam nhằm gây sức ép và buộc họ phải liên hệ với phóng viên để tìm cách xử lý, giải quyết. Nếu bị hại muốn gỡ bài hoặc không muốn tiếp tục đăng bài mới thì phải chuyển tiền cho các đối tượng dưới hình thức ký hợp đồng chương trình Cây Chổi Vàng với các gói hỗ trợ bao gồm gói đồng 50 triệu đồng, hay gói bạc 100 triệu đồng, gói vàng 200 triệu đồng, gói kim cương 300 triệu đồng. Do sợ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh nên các bị hại buộc phải đồng ý chuyển tiền theo yêu cầu. Các đối tượng không nhận tiền trực tiếp mà yêu cầu bị hại phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và tài khoản của công ty cổ phần quảng cáo báo chí truyền hình Việt Nam. Hàng tháng, ông Thụ sẽ chỉ đạo Cao Thị Thu Hường, kế toán trưởng của công ty cổ phần quảng cáo báo chí và truyền hình Việt Nam,
Nam, cũng là kế toán của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam rút tiền từ tài khoản của công ty quảng cáo và tạp chí này để nộp vào tài khoản cá nhân của Hường, sau đó sẽ chuyển tiền phần trăm đã được thống nhất từ trước cho các đối tượng trong nhóm phóng viên, cộng tác viên cũng như trả lương cho nhân viên của tạp chí. Điều đáng nói là công ty cổ phần quảng cáo, báo chí và truyền hình Việt Nam như một sân sau của tổng biên tập Đồng Xuân Thụ. Chức danh giám đốc công ty được trao cho Đồng Thị Khánh Dung, em gái của ông Thụ, và số cổ phần mà ông Thụ nắm giữ lên tới 95,5%, tương đương với gần 6,5 tỷ đồng vốn điều lệ. Ở các tài khoản chính, tài khoản nhận và rút chuyển tiền của công ty cổ phần quảng cáo báo chí truyền hình Việt Nam, dòng tiền đến và đi đều được ông Đồng Xuân Thụ kiểm soát rất chặt chẽ. Theo đó, số điện thoại nhận tin nhắn SMS, thông báo của ngân hàng, thông báo biến động số dư được đăng ký là của ông Thụ và Hường. Tuy nhiên, số điện thoại nhận mã OTP và Internet Banking dùng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua app của ngân hàng là của bị can Đồng Xuân Thụ. Đặc biệt, tài khoản ngân hàng của cá nhân Hường cũng được đăng ký nhận tin nhắn SMS bằng số điện thoại của Hường và ông Thụ. Địa chính xã lập hồ sơ giả nâng khống giá đất, lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Quý vị thân mến, mới đây Trần Thanh Hùng, 41 tuổi, bị cáo buộc khi là cán bộ địa chính xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, đã lập nhiều hồ sơ giả tiếp tay để nâng khống giá đất, giúp một người phụ nữ chiếm đoạt 32 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 10, Hùng đã bị công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và người tình là Lê Phương Đông đã bị khởi tố cùng tội danh. Theo điều tra, năm 2020, anh trai của bà Hiền là ông Nguyễn Thanh Sơn, Việt Kiều Mỹ, đã gửi 100 tỷ đồng về Việt Nam để mua đất. Ông Sơn chuyển tiền này cho bà Hoàng, cũng là em gái của ông, và để con gái của bà đứng tên sở hữu. Bà Hiền đứng ra mua 22 thửa đất ở Lại Sơn từ số tiền ông Sơn đưa. Khi đã hoàn tất thủ tục, bà nhờ ông Hùng thông qua Đông làm giả 22 sổ đỏ, tiến hành mua bán 2 lần bằng chữ ký giả nhằm nâng khống giá đất, chiếm đoạt 7 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, bà bị cáo buộc ăn chặn thêm 25 tỷ đồng từ 8 thửa đất khác. Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng bà Hiền thông qua sự giúp đỡ của ông Hùng, Đông đã chiếm đoạt 32 tỷ đồng của người thân. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thông tin mới nhất. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nói, quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, cả lĩnh vực. Quyết tâm chính trị của Đảng là loại bỏ, xử lý những cán bộ bị suy thoái, tham nhũng, tiêu cực ra khỏi hệ thống, làm trong sạch bộ máy và làm sạch tổ chức để Đảng ta thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh, xứng đáng, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Với nạn tham nhũng tiêu cực được ví như giặc nội xâm là một trong những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, thì kết quả xử lý của những vụ việc trên được ví như những trận quyết chiến, chiến lược để cứu quốc gia, dân tộc khi vận nước lâm nguy trước giặc nội xâm. Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình cho biết ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình bị bắt để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, vào tối ngày 3 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Vũ Văn Hạnh, 54 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, Thái Bình bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Việc khởi tố và bắt ông Hạnh diễn ra là diễn biến mới nhất xung quanh những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Hồng An mà cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà xác minh điều tra trong thời gian vừa qua. Trước đó, cơ quan công an đã bắt hàng loạt những lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các phòng, ban, xã, trong đó có ông Nguyễn Xuân Dương, 58 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà.
Kết quả điều tra xác minh năm 2019-2020, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6.494,9 m² đất giao trái thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất. Việc này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 273 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can này còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng với 2.880,2 m² đất, đất giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa đất, giao dịch mua bán chuyển nhượng nhiều lần cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Quý vị thân mến, những năm vừa qua khi công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và bây giờ người kế nhiệm của ông chính là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã được chỉ đạo và thực hiện rất quyết liệt với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Không ít những cán bộ cấp cao, lãnh đạo các cấp đã bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý hình sự theo các quy định của pháp luật. Chính vì vậy mà mỗi người dân Việt Nam đang vững một niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, bởi lẽ đó cũng là vận mệnh của Tổ quốc, đất nước mình, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trải qua hơn 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đảng không có lợi ích nào khác, đó chính là vì đất nước phồn vinh, vì hạnh phúc nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn luôn đặt ở trên hết, trước hết. Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc, hiệu trưởng bị giáo viên tố dùng tài khoản cá nhân nhận tiền ủng hộ và nhiều sai phạm khác. Quý vị thân mến, bấy lâu nay nói đến nhà giáo là nói đến một trong những biểu tượng mang tính chất thiêng trong xã hội. Điều đó được thể hiện qua những câu như nhất tự vi sư, bán tự vi sư, hay không thầy đố mày làm nên. Thế nhưng nếu nhà giáo nào đó tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, tự du ngủ mình thì sẽ dễ tự tha hóa ngay trong suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng hay hành động. Mới đây liên quan đến vụ án giáo viên tố hiệu trưởng vận động tiền ủng hộ và tài khoản cá nhân tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 10, đại diện trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã có giải trình ban đầu về nội dung có đơn phản ánh của nhóm giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du về những hành vi vi phạm của hiệu trưởng nhà trường. Cụ thể, phản ánh về việc hiệu trưởng đã lợi dụng việc tài trợ ủng hộ giáo dục để thu lợi, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hỗ trợ. Quỹ 40 năm thành lập trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, nhà trường cho biết việc này đã được lấy ý kiến và thông qua các cuộc họp cán bộ chủ chốt và hội đồng nhà trường. Song lễ hiệu trưởng đã khóa tài khoản, sao kê và công khai danh sách trong cuộc họp, đồng thời niêm yết trên bảng tin của trường. Về phản ánh suốt 2 năm học 2022-2023, 2023-2024, hiệu trưởng tự thu chi làm lễ trưởng thành cho học sinh khối lớp 12. Đại diện nhà trường cho hay lễ trưởng thành học sinh lớp 12 là một hoạt động truyền thống của nhà trường. Phụ huynh học sinh đã tự nguyện đóng góp 250.000 đồng trên một học sinh. Số tiền này được sử dụng để chi cho các hoạt động trong lễ. Nhà trường không thu bất kỳ khoản gì ngoài quy định. Liên quan đến phản ánh nhiều học sinh chưa có bảo hiểm tai nạn dù đã đóng tiền, theo đại diện trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, nhà trường đang phối hợp với công ty bảo hiểm để rà soát có khả năng bị sai sót hoặc thất lạc, sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thông tin về phản ánh, đến tháng 4 năm 2024, nhà trường đang âm 1 tỷ 900 triệu đồng. Chênh lệch giữa các khoản được Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ, nhà trường cũng lý giải do chuyển đổi vị trí kế toán nên nhà trường phát hiện kế toán cũ chi sai một số nguồn quỹ, lấy tiền quỹ này chi sang quỹ của các hoạt động khác, lấy tiền năm sau chi cho hoạt động của năm trước và tăng thu nhập. Không có chuyện nhà trường đang âm 1 tỷ 900 triệu đồng, tiền chênh lệch giữa các khoản được Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ. Cũng theo đại diện trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, những phản ánh của nhóm giáo viên này là không thực tế, mang cảm tính cá nhân nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của nhà trường và cá nhân hiệu trưởng. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du cũng mong lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vấn đề, giúp trường ổn định công tác dạy và học. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ phản ánh của nhóm giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du và sẽ sớm có thông tin.
Theo đó, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã bị tố lợi dụng việc tài trợ ủng hộ giáo dục để thu lợi cá nhân và không công khai minh bạch trong việc thu chi tiền vận động tài trợ của trường, vi phạm quy định về thu tiền ngoài quy định, thu tiền bảo hiểm tai nạn học sinh nhưng một số học sinh lại không có thẻ, lợi dụng việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường để thu tiền trái quy định. Đáng chú ý, theo đơn phản ánh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã sử dụng hai số tài khoản cá nhân để nhận tiền từ các mạnh thường quân ủng hộ 40 năm thành lập nhà trường. Quý vị thân mến, không phải ngẫu nhiên mà giáo viên lại dám tố giác như vậy. Cũng chính vì vậy mà không phải ngẫu nhiên, văn kiện đại hội 12 của Đảng đã chỉ ra 5 nhóm lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tháng 5 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố những sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong ngành giáo dục và cảnh báo những biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong ngành này cùng với sự lạm dụng quyền lực nghề nghiệp của một số bộ phận nhà giáo đã ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu của Đảng và nhà nước ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến quý vị. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ. Phần lớn các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra khi lực lượng công an và các lực lượng thực thi nhiệm vụ khác kiên quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm và truy bắt đối tượng phạm tội. Những đối tượng vi phạm không chỉ chống người thi hành công vụ để ngăn cản việc bị xử lý, chạy trốn khi bị bắt giữ mà còn ngang nhiên khiêu khích, thách thức, đe dọa lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi phạm tội thường rất côn đồ, hung hãn, chủ động tấn công lực lượng chức năng khi đang xử lý vụ việc. Nghiêm trọng hơn, có nhiều trường hợp sau khi bị bắt giữ, xử lý đối tượng tổ chức thành băng nhóm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để tấn công lại lực lượng chức năng để trốn thoát hoặc giải cứu các đối tượng đang bị bắt, gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng thị xã Sapa đang làm nhiệm vụ tại xã Bản Hồ thì bị một số người dân chặn xe. Theo đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, TikTok trưa ngày 30 tháng 9 cho thấy một số người dân bao vây chiếc xe ô tô biển xanh mang biển số 24A005XXX thuộc xe công vụ của tỉnh Lào Cai. Theo hình ảnh ghi lại được, một số người dân đã dựng xe máy giữa đường để chặn xe ô tô của lực lượng chức năng, dùng gậy đập phá, thậm chí là buông những lời lẽ thô tục nhằm cản trở việc di chuyển của xe. Sáng ngày 1 tháng 10, ông Lý Tả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Hồ, thị xã Sapa xác nhận vụ việc người dân chặn xe và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 9 trên tỉnh lộ 152 thuộc khu vực thôn Hoàng Liên. Thời điểm này, lực lượng công an của thị xã và của tỉnh Lào Cai đang làm nhiệm vụ bắt đối tượng buôn ma túy. Theo ông Lý Láo Tả, những người dân chặn xe công vụ là người dân của xã Mường Hoa chứ không phải là người dân của xã Bản Hồ. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng không được báo trước về vụ việc mà chỉ có công an xã đi phối hợp làm nhiệm vụ. Nguyên nhân ban đầu là khi tổ công tác an ninh đi làm nhiệm vụ bắt được một đối tượng buôn ma túy và đưa lên xe, nhưng một số người dân cho rằng không có chứng cứ liên quan đến việc buôn bán và công an bắt nhầm người nên đã chặn xe lại. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong quần chúng nhân dân, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, đặc biệt là cần đưa các vụ án chống người thi hành công vụ ra xét xử lưu động nhằm mục đích răn đe phòng ngừa chung. Đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phải có tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong quá trình tiếp xúc làm việc với nhân dân. Khi giải quyết các vụ việc phức tạp nơi đông người cần phải khéo léo, linh hoạt, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân và giữ uy tín của ngành công an. Chủ tịch nhà xuất bản giáo dục nhận hối lộ số tiền khủng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng dưới sự đứng đầu và phát động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Thời gian tới, công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với phương châm giải pháp nhiệm vụ như thời gian vừa qua. Trong đó sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Xử lý một người để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Xử lý trước hết ở cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng,
không chỉ chống tham nhũng tiêu cực ở cấp trung ương mà còn cả ở địa phương. Chủ tịch nhà xuất bản giáo dục nhận hối lộ số tiền khủng, sách giáo khoa đi về đâu? Quý vị thân mến, hiện nay công tác phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã trở thành một phong trào, trở thành xu thế không thể đảo ngược, là công việc chung của mọi người dân chứ không phải của riêng cơ quan chức năng nào. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị can Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng và bị can Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Người mà bà Ngọc, ông Minh đưa hối lộ là cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Đức Thái. Ông Thái đã nhận lời giúp đỡ tạo điều kiện để công ty của bà Ngọc và ông Minh trúng các gói thầu mua sắm khi nhà xuất bản giáo dục mua giấy in để in sách. Theo kết quả điều tra, trước khi nhà xuất bản giáo dục triển khai việc mua sắm giấy in khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2017, bà Tô Mỹ Ngọc đến gặp và được ông Thái đồng ý tạo điều kiện cho tham gia trúng thầu cung cấp giấy in. Được trúng thầu tháng 12 năm 2017, bà Ngọc tự tay chuẩn bị số tiền 3 tỷ đồng từ quỹ cá nhân để ở nhà, gồm 6 cọc tiền đựng trong túi sách giấy loại đựng quà Tết. Bà Ngọc đã xách túi tiền đến phòng làm việc của ông Thái tại tầng 9 trụ sở nhà xuất bản giáo dục. Khi vào phòng làm việc, bà Ngọc ngồi ở ghế đầu tiên, dãy có 3 ghế, để túi cạnh tiền, bà uống nước và nói có chút quà cảm ơn ông Thái đã giúp cho công ty trúng thầu. Sau đó, bà Ngọc về, ông Thái mở túi kiểm tra và cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc. Trong các năm từ 2018 đến năm 2021, đều đặn hàng năm, bà Ngọc đều đến phòng làm việc của ông Thái đưa số tiền 4 tỷ đồng để cảm ơn sau khi trúng thầu. Cách thức đưa tiền đều giống nhau, thường vào dịp cuối năm hoặc đầu năm dương lịch, bà Ngọc sẽ tự chuẩn bị 4 tỷ đồng gồm 8 cọc, mỗi cọc 10 thép, mỗi thép 50 triệu đồng được bọc kín đựng vào túi quà Tết. Có hai quai sách và được buộc lại, sau đó úp ngược lại cho vào túi giấy cùng loại. Bà Ngọc xách túi tiền và một mình đến phòng làm việc của ông Thái, đều ngồi đúng ghế đầu tiên, để túi tiền cạnh bàn nước và nói có chút quà biếu cảm ơn ông Thái. Khi bà Ngọc đưa tiền, không có ai chứng kiến. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2018-2022, bà Ngọc đều đưa cảm ơn ông Thái số tiền 200 triệu đồng trên một năm. Tổng số tiền bà Ngọc đỡ đưa là 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định từ năm 2017 đến năm 2018, bà Ngọc đã đưa hối lộ cho ông Thái 20 tỷ đồng để được trúng 13 gói thầu, tổng giá trị 2.100 tỷ đồng. Quý vị thân mến, có thể nói tệ nạn tham nhũng tiêu cực là hành vi gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm cho kinh tế chậm phát triển, thất thoát và lãng phí tài sản của nhà nước, của nhân dân, gây rối loạn nền kinh tế, nguy hại hơn là làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Bất cập lãng phí tài nguyên của đất nước và những điều cần phải làm ngay ở Bộ Giáo dục. Cơn bão số 3 Yagi cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Gần một tuần trôi qua, tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu bão vẫn còn đang ngổn ngang, cảnh đổ nát, bề bộn. Bên cạnh đó là những gương mặt thất thần, mệt mỏi, bất lực sau khi phải chống chọi với mưa bão và dòng nước lũ. Có rất nhiều các đoàn thiện nguyện đang xin sách giáo khoa để gửi đến cho trẻ em những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi. Quý vị thân mến, có một thính giả đã chia sẻ, khi giục các con tìm sách để gửi tặng các em nhỏ miền núi mà chợt nhớ ra là không biết các em có dùng được không. Thống nhất một bộ sách cho các em từ cấp 1 đến cấp 3 cũng là một trong những việc cần làm ngay và luôn. Sách cũng từ rừng mà ra, tiết kiệm sách là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ rừng, ngăn cản lũ quét. Mỗi năm các nhà sản xuất cho ra lò hàng trăm ngàn bộ sách giáo khoa cho các cấp học. Vấn đề là các bộ sách giáo khoa liên tục được thay thế, bổ sung để theo kịp chương trình mới, đặc biệt là có những cuốn thuộc dạng không cần thiết đã gây ra lãng phí lớn cho nguồn lực của xã hội. Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ, giá bìa của hai cuốn sách trên tổng là 33.000 đồng. Thoạt nghe thì có vẻ không đáng bao nhiêu tiền, song nếu nhân với số lượng in lần lượt là 170.000 cuốn hay 200.000 cuốn thì tổng số tiền phụ huynh học sinh phải bỏ ra lên đến hơn 12 tỷ đồng, quả là một số tiền không hề nhỏ. Đề cập đến câu chuyện lãng phí sách giáo khoa, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng từng phải thốt lên, tại sao bây giờ khác thế hệ trước,
một bộ sách không dùng được 2-3 thế hệ, tại sao lại phải ghi bài tập vào sách giáo khoa? Tại sao lại để phí mỗi năm chúng ta sản xuất ra hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa, xã hội mất hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đến năm sau không thể sử dụng được nữa? Hay cũng có một bài chia sẻ của một phụ huynh, có đến 54.000 lượt like và hơn 11.000 lượt chia sẻ. Cụ thể bài viết chia sẻ như sau: bộ sách Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức sẽ bằng cái gì? Bằng sự rối rắm của phụ huynh khi mua sách cho con, bằng sự lo lắng của các nhà sách khi không dám nhập nhiều sách vì sợ dư sách là không bán được nữa, dẫn đến tình trạng thiếu thừa sách giáo khoa, hỗn độn cả chục năm nay, bằng sự lãng phí vô tội vạ trong các gia đình địa phương khi mà chương trình học khác nhau, sách giáo khoa khác nhau nên sau khi học xong, bạn này không thể cho bạn kia sách học tiếp, thậm chí là anh chị em trong một nhà cũng không học được sách của nhau, hay bằng sự phá hoại môi trường từ sự lãng phí nguồn tài nguyên in sách dùng một lần như hiện nay. Quý vị thân mến, với vô vàn những thứ bất cập khi cả nước có tới 3 bộ sách khác nhau, một thính giả đã từng lên tiếng một lần nhưng vẫn phải lên tiếng lại lần nữa. Vì qua trận bão lũ lụt lịch sử tàn phá miền Bắc vừa qua, việc phân loại và phân bổ sách giáo khoa cũ cho học sinh vùng lũ rất khó khăn. Nhiều nơi thiếu sách vở trầm trọng, nhưng sách thì bộ thừa, bộ thiếu do chương trình khác nhau. Hàng năm nhiều phụ huynh phải vứt bỏ những bộ sách gần như mới, còn nhà xuất bản thì tiếp tục in sách, cũng là hành động gián tiếp để phá hoại môi trường, gián tiếp gây ra những thiên tai. Đất nước Việt Nam còn nghèo, môi trường thì ngày càng bị phá hoại nghiêm trọng, dẫn đến thiên tai ngày càng khắc nghiệt. Xin hãy tiết kiệm và tránh các hành động làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chúng tôi rất mong muốn Bộ Giáo dục nhìn nhận lại vấn đề về sách giáo khoa. Đây cũng là mong muốn chung của toàn thể phụ huynh trong nước. Qua đây chúng tôi cũng hy vọng rằng có sự quan tâm hơn nữa của Thủ tướng Chính phủ đến vấn đề này, không chỉ là để tiết kiệm về nguồn tài nguyên mà còn giúp cho kinh tế của đất nước không bị tụt lùi. Câu hỏi đặt ra là có hay không sự lãng phí hay lợi ích nhóm ở Bộ Giáo dục? Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết. Quý vị thân mến, phòng chống với tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng vừa qua đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, niềm tin với cán bộ, đảng viên. Thực tiễn cho thấy có nhiều vụ tham nhũng tiêu cực được đưa ra ánh sáng là do báo chí phát hiện, đưa tin, sau đó các cơ quan điều tra mới vào cuộc, nhưng cũng có không ít những đối tượng đã lợi dụng nghề báo để tham ô, tham nhũng, cưỡng đoạt tài sản của tổ chức cá nhân. Mới đây, ông Đồng Xuân Thụ, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng nhiều thuộc cấp đã bị Công an tỉnh Thái Bình tạm giữ với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, xe cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, sinh năm 1972, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, là tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Cùng với ông Thụ, Công an tỉnh Thái Bình cũng bắt giữ Bùi Văn Toàn, sinh năm 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là trưởng ban kinh tế, môi trường. Cao Thị Thu Hường, sinh năm 1989, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, là kế toán. Nguyễn Ngọc Tuyên, sinh năm 1989, trú tại Thái Bình, là phóng viên tạp chí nêu trên. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tất Triển, sinh năm 1978, trú tại Thái Bình, là phóng viên. Các nghi phạm bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố, điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là diễn đàn của ngành môi trường, đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Giấy phép hoạt động báo điện tử số 182, đơn vị có trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội và 5 văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc.
Quý vị thân mến, những kết quả nêu trên cho thấy cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã lan tỏa rất mạnh mẽ và có sức bật mới, ngày càng đi vào chiều sâu với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh, trở thành một xu thế không thể đảo ngược, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, cuộc chiến với phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn rất cam go, đầy khó khăn, thách thức vì thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi và được ngụy trang, che đậy, rất kín đáo, hỏng lách luật, tìm mọi cách để qua mặt các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước. Do đó, thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định thật chặt chẽ, khoa học, dân chủ để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả quy mô lớn. Quý vị thân mến, những năm gần đây bằng nhiều hình thức gian lận tinh vi, số lượng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả xâm nhập vào hệ thống cung ứng thuốc và đến tay bệnh nhân ngày càng gia tăng. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Bất chấp vi phạm pháp luật vì lợi ích, hậu quả từ những việc sử dụng thuốc giả là vô cùng nghiêm trọng, bởi thuốc không có hiệu quả trong điều trị bệnh, mà còn là nguyên nhân khiến các giải pháp điều trị bệnh bị vô hiệu hóa. Kèm theo đó là những nguy cơ kháng thuốc, dị ứng thuốc, ngộ độc thuốc, đồng thời có thể phát sinh các loại bệnh nguy hiểm khác, thậm chí làm người bệnh tử vong. Mới đây, ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990, trú tại xã Nâm Na Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Trương Quốc Phong Dinh, sinh năm 1997 và em trai Trương Quốc Dũng, sinh năm 1998, đều trú tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1991, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 2006, trú tại xã Nâm Nơ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, và Ngô Tiến Thành, sinh năm 1990, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi cất giấu hàng hóa, nơi làm việc của các đối tượng nêu trên, địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre. Lực lượng công an đã thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả, chủ yếu là thuốc kháng sinh, gồm 657 hộp thuốc Cefuroxim 500mg, 3.258 hộp thuốc Cefixim 200mg và 100 hộp thuốc Auxixin, 100 hộp thuốc Panadol Extra, 724 hộp thuốc Panaton dạng vỉ nén, 1.080 lọ thuốc Panaton, đồng thời thu giữ nhiều nguyên liệu để sản xuất các loại thuốc kháng sinh giả, gồm 2,2 tấn phụ gia, 1.000 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Cefuroxim, 10 vỏ thùng hộp Panaton và nhiều máy bóc thiết bị để phục vụ cho việc sản xuất thuốc tân dược giả như máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hưng là đối tượng cầm đầu đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ y tế tích hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho việc sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược giả, đặc biệt các loại thuốc kháng sinh như Cefuroxim 500mg, Cefixim 200mg, Auxixin 1g, Panadol Extra. Trương Quốc Phong Dinh đã thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook để thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng cồn hoặc hóa chất khác để tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin, tên, thành phần hóa chất trên vỉ thuốc tạo thành thuốc mới. Ngoài ra, Dinh còn thu mua thuốc tân dược sản xuất nội địa có nguồn gốc xuất xứ giá rẻ, sau đó ngâm vào nước để bong chóc tem nhãn gốc của nhà sản xuất, sau đó dán trên ống thuốc, đặt in và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập đưa ra thị trường để tiêu thụ với giá cao. Trương Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Hoàng Trung được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê kho xưởng để làm địa điểm sản xuất tại khu vực vắng người trên địa bàn thành phố Bến Tre và thành phố Cần Thơ, thuê công nhân sản xuất là anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương. Quá trình sản xuất,
công nhân ăn ở khép kín tại kho sản xuất của công ty không ra ngoài. Để tiêu thụ sản phẩm giả trên thị trường toàn quốc, Trương Quốc Phong Dinh thông qua mạng xã hội quảng cáo có nguồn gốc thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng tuồn ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy doanh số trái khu vực thông qua không xuất được hóa đơn nên giao bán giá rẻ hơn so với giá chính hãng. Bằng thủ đoạn nêu trên, Hưng và Dinh đã bán ra ngoài thị trường một khối lượng lớn thuốc tân giả dược với số lượng lớn. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh quy định tại khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý và chúng tôi hy vọng rằng với những sai phạm bị phát hiện thì cần phải được xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe, truy cứu trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, bắt bồi thường về thiệt hại tùy mức độ để xem xét xử lý hình sự. Đó là phương cách thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.